Đây là những người đang nghịch bẩn tại Tuấn Nguyễn. Đây là Huy Đạt, chuyên gia thích nghịch bẩn nhiều nhất. Thu Bờ Nu, cẩn thận là giết sóng. Hải Nam, giết sóng. Tuấn Phang, rất thích Phang. Chết giờ, ok. Cứ học là phải đi đôi với hành. Đấy. Học cũng được thì hành nhau. Hải ơi, dùng cái màu đỏ nhạt của anh vào cái bát nước cái, cho nó ấy ra. Trung tính. Nó sẽ làm đâu? Một lát nữa sẽ có kết quả công bố. Chết một cái bát đấy. Bữa nào đi rửa. Đó thì rửa thôi. Muốn chơi. Rửa đi nè, trong này nè, chỗ kia. Đưa mấy chỗ em đi rửa em. Có luôn. Này rồi chưa? Đó này, thu xem hai cái kia là cái gì ấy.